Thế là team này đã công lên rồi này mọi người ơi. Sương sương là mình thấy là có một bạn ở trên này, một bạn bay nữa là hai bạn. Đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 bạn nha mọi người nhá. Một team là đủ 4 người. À, ui, mình còn tưởng của em mình cơ ạ. À, rồi, đi ngu này cho chết luôn. À còn tên nữa, còn tên nữa làm sao? Trời, đổi mạng ngay. Vector bắn nó hơi yếu, nó mài giáp nó hơi yếu mọi người ạ. Ui, mình lốc 2 rồi, từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh bình tĩnh. Pha này mình sẽ không cứu nữa, mình cứu tầm này chỉ có hẹo thôi. Mình khá là yếu máu rồi. Liều ăn nhiều nha anh em ơi. Pha này không còn gì để mất rồi. Liều ăn nhiều vậy. Liều ăn nhiều pha này thôi. Chịu rồi. Rồi mình có bóng rồi anh em. Nào, ra đây bạn ơi, ra đây, ra đây. Bạn này khá là yếu rồi. Ui rồi ôi, mát nhát chưa mọi người ơi. Clear nguyên team nha. Team này có 3 người thôi mọi người ơi. Cái máu này của mình thì không bắn được ngoài bo được nữa rồi anh em ơi. Gắn tên ạ. Ui ui, tên này ăn lắm ạ. Ui giật cả mình ạ. Nhưng mà Vector nó ra đạn nhanh lắm bạn ơi. Bạn tuổi, team bạn đúng cái tuổi thôi. Thôi team mình lại lốc hết rồi. Pha này không biết mình làm được nữa, lốc hai tên này. Bình tĩnh. Trong những cái tình huống như thế này thì phải bắn cực kỳ là bình tĩnh anh em ơi, vì cái tầm này đồng đội mình lốc hết rồi, mình cũng đang hơi cuống. Ở trận này là cuống lần thứ hai rồi. Cuống lần thứ hai rồi anh em ạ. Cái gốc cây nó cũng đang khều mình kìa. Mình thấy cái đường đạn nó găm vào cái tảng đá rồi nhưng mà mình chưa bắn được. À đây cứu ạ. Cứu hộ mình cái bạn ơi. Ờ bạn cứu rồi, công lên luôn đấy bạn. Ui cái cày thế. Ui. Tên đấy chắc cũng yếu nhất rồi mọi người ơi, nhưng mà chạy được ạ. Hello, chào cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Meo Xúc Xích. Mọi người có nhìn thấy gì không mọi người ơi? Úi trời ơi, 1002 ở đấy. Thế là cái ước mơ và top 3 số của mình nó gần hơn được một chút xíu anh em ạ. Và mình vẫn đi cùng với team Itao nha, nhảy khu vực Nori. Hình như là có người nhưng mà tuốt khu bot rồi mọi người ạ. Đúng rồi, hình như là ở tuốt khu bot rồi, mình sẽ lên luôn nha. Không cần gì nhiều, lúc đầu thì cái thẻ nó cũng chưa quá quan trọng đâu mọi người ạ. Cái thẻ lúc đầu game thì không quan trọng đâu, đặc biệt là ở khu vực Nori hay bất cứ khu vực nào khác nha mọi người. Vì bắn ở trên cao ấy, thì mọi người cái thẻ nó mất 60 giây để nó hồi. Nên là anh em mà có móc câu ấy, cứ hào thù nhặt móc câu cho mình. Đều thấy ping rồi, mình sẽ đu lên mình bắn luôn để không nói làm gì nhiều. Ai à, thấy rồi. Ui trời ơi, thằng em mình nó nhanh chứ có đùa đâu, sợ thật đấy. Cô em Ito của mình ấy thì chơi lại lick nha mọi người ơi. Mình là chơi lại lick nha, vì Ito là nó ở trong top 100 không đó. Nó bắn lick thì sao ấy, mình chả nhớ nữa nhưng mà nói chung là chơi lại lick này. Bây giờ pin xe mình mấy sao ấy. Ui 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 ui, hai đầu rồi. Bạn ơi, ui trời ơi, em ơi, anh bắn hai đầu rồi đấy em ạ. Trời ơi em ạ. Anh bắn hai đầu rồi đấy, để anh cái mạng này. Trời ơi, bạn chạy hộ cái còn te le. Tuyên bố đố bạn chạy được. Lốc luôn mọi người ạ. Team mình lốc 2 này, còn hai tên nữa thôi. Hai tên nữa vừa lấy không để ý này, như là như sủi rồi sao anh em ạ. Sủi chắc luôn, không bao giờ dám ở lại. Cái mũ lát tươm luôn, nó còn không bằng cái mũ 2 mọi người ơi. Cái khẩu Vector ấy thì bắn thì nó mài giáp thì nó sẽ là yếu nhất ở trong cái dòng súng ấy nha mọi người nha. Nó yếu nhất luôn ấy, yếu hơn cái SMG luôn, nên là thành ra nó hơi khó. Cái team đấy nó chạy sang bên này thì phải này, mình chả biết là có đúng không nữa, nhưng mà theo cái dấu vết thì đây là cái điểm cuối cùng mình nhận được tiếng súng, là mình đẩy qua khu gian bâu luôn. Có thể là sủi đi khu nào mất rồi. Ui giời ôi, cụ em ơi, cụ lốc luôn hả, sợ thật. Ở dưới hầm có này, không biết là bạn này có lên trên này không, mình sẽ cam luôn, lên phát để cho phát luôn nhá. Mà thôi, lên trên nóc đi, mình sẽ lên trên nóc luôn. Ái à, đây rồi, ở đây cũng có người này. Úi trời ơi, nào làm sao bạn ơi. Ui ui, một viên rồi, một viên rồi, một viên QVNS tầm này thì 40 máu rồi. Một viên rồi, ui ôi, hình như à cái tên này dưới hầm mọi người ạ. Rồi, Duki nó fly shot được cái tên này rồi, thế còn tên dưới hầm nữa, gạt luôn đi em ơi, gạt luôn. Fly shot được tên dưới hầm này, ôi, pha đấy mình bắn được mà không có hỗ trợ ta, đội M4 luôn nha anh em ơi. Mình thì trận này mình sẽ chơi combo đấy là Vector với M4 nha anh em ơi. Hai khẩu súng này thì mọi người bảo là combo nào dễ chơi thì như mình chơi nhiều ấy thì khẩu nào mình thấy là dễ chơi. Chứ cái khẩu M46 này thôi, khẩu đấy mình chịu không bắn được. Ui, giật cả mình ạ. À. Ui, đứng ngay trước mặt mình ạ. À. Trời ơi, đấy mọi người thấy không? Mình đứng ở trên động, nó có biết đâu. Trời ơi, đi luôn, cụ đi luôn ạ. À. Rồi, nút đồ cái đá, ra đây anh cứu. Ui, đồ vẫn còn nhiều lắm nhưng mà mình chưa kịp rút cái gì cả. Nhưng mà thôi, cho anh em nút hết. Ở trên này thấy có tiếng bay của phương tiện ấy, như là con rồng ấy mọi người, có là tiếng súng luôn nhá. Ấy chà, bên phải mình cũng có lại ít đao rồi. Mọi người thấy không? Cái tên nó đúng là trùng với cái tên luôn mọi người, nó trùng với giọng nói luôn, cứ phi lên là ít đao. Mà tên của anh em mình nó là ít đao nữa, thành ra là nó quen rồi mọi người ạ. Ở dưới này có người này. Mình vừa nhìn thấy bên này có tiếng súng là đây rồi. Úi giời, bạn ơi, bạn chạy hộ mình cái. Nào, nào chạy đi, một đầu. Một người, úi trời ơi, tên này hai viên nữa là chết nè, hai viên trúng người nữa là chết, không nói nhiều. Đứng hở cái người, hở cái chân ra, đó, lốc luôn tên đấy rồi mọi người ơi. Đấy lốc rồi nha. Từ rồi anh em ạ, ở trên này vẫn còn này.
con rồng nó ở trên đầu mình nên là mình phải đu ra cái gió luôn. Vì cứ bay ấy, là rồng khạc lửa nó sẽ không thể nào mà nó lộ được ở trên không mọi người ạ. Nên là rất là vứt rồng ở đây à bạn ơi. Trời ơi, lọc đến tận mồm. Mình sao mình cướp rồng bạn luôn, lại vứt rồng đấy. À, có một tên này cầm súng điện này giật mình chưa? Khá là yếu rồi. Tên này thì khạc rồng pha này có khạc trượt ấy thì tên này cũng sẽ hẹo thôi. Nào, bạn chạy đây, chạy đây, mình bảo rồi, khạc trượt thì cũng hẹo thôi vì tên đấy khá là yếu. À, còn tên nữa này. Làm sao? Làm ui, mình tính khạc nửa ấy nhưng mà nửa 7 giây mới được khạc được một lần rồi anh em ạ. Còn tên nữa ở đây này. Này, này, khạc cho phát này. Ui, ảo thế nhở? Khạc trúng người luôn, không lốc mọi người ạ. Ảo thật đấy, ảo ma Canada thực sự. Tên này chắc chắn phải hưu máu thì còn xíu máu thôi. Ăn cái quả lửa rồng đấy không chết thì cũng ngấp ngỏm mọi người ạ. Đấy, ui, đang hưu máu không hưu máu thì ra bắn mình này. Trời ơi, bướng với chúng tôi à. Người chơi hệ bướng à, mấy bạn Indo thì khá là bướng anh em ạ. Rồi, mình sẽ lên mình lấy con rồng đi nha. Mình vẫn chưa có thẻ luôn. Mình sẽ xuống gạt cái tên mà mình vừa lốc ở dưới này để kiếm cái thẻ này mọi người ơi. Cái tên này nó lốc ở dưới này nhưng mà mình chưa thấy nó đâu cả. Đâu ta? Từ từ ơi anh em ơi. Game thì đi rồi, game chả biết là đi đâu rồi nữa. Hình như là game nó vẫn ở trong gian bâu anh em ạ. Đây rồi, cái xác là tên này đây rồi. Có thẻ luôn anh em ạ, không nói nhiều. Có thẻ rồi. Nhặt luôn cái thẻ vàng nha. Đấy, từ đầu trận đến giờ mà còn có hai mấy tên mình mới nhặt được cái thẻ. May là pha này cướp được con rồng. Bay nó cũng dễ thở hơn, thì đón đồng đội thôi. Anh Mập thì cũng bị hẹo ở trên UFO rồi này. Bay lên cao với em ơi, bay cao vào, bay cao vào. Bay, bay cao lên. Ui, con rồng không lên được anh em ạ. Ui rồi ôi, sao lại rồng lại không lên được nhờ, lỗi game à. Rồng không bay lên được nữa kìa mọi người ơi. Ảo thật đấy, thôi vứt con rồng cho con rồng khóc rồi. Con rồng khóc rồi tầm này thì nó cũng chả quan trọng. Rồi mình sẽ tele bot lên nha anh em nha. Ui thôi, thôi thôi thôi. Ấy à, cái UFO là một cái vị trí mà mình cực kỳ ghét bắn luôn đấy. Ở trên đồi nó còn khều mình nữa cơ. Cái đấy đấy, mọi người thấy cái tên trên đồi không? Hai tên trên đồi luôn ạ. Thế là ở team ở trên UFO là một team khác, mà cái team ở dưới đồi là một team khác nha. Hai team, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Thề bắn cái UFO này cáu thực sự ấy. Lên đây thì Itu nó làm bố mất rồi. À đây đây, còn tên cuối lại còn. Ui dồi ôi, Itu đơm hết rồi mọi người ơi. Mình trả được mạng nào, mình sẽ bay lên trên nha. Vì cái team ở bên dưới nó sẽ công lên, đảm bảo 100% luôn. Không công lên thì đúng là mình làm con chúng nó luôn đấy. Và mình mong là mình sẽ không gọi các bạn lên là bố. Rồi, trêu vậy thôi chứ các bạn ấy công lên rồi này mọi người thấy không? Thấy có tiếng bay, tiếng bóng rồi đấy, khá là gần mình rồi. Kia 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 kia, bên cạnh cái tiếng bay ngay bên cạnh. Bắn thế mà không dính kìa. Ảo ma Canada thực sự ạ, không dính luôn mọi người ơi. Dỗi thực sự luôn đấy. Thế là team này đã công lên rồi này mọi người ơi. Sương sương là mình thấy là có một bạn ở trên này, một bạn bay nữa là hai bạn. Đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 bạn nha mọi người nha. Một team là đủ 4 người. À, ui, mình còn tưởng cô em mình cơ ạ. Rồi đi ngu này cho chết luôn. À còn còn tên nữa. Còn tên nữa làm sao? Trời, đổi mạng ngay. Vector bắn nó hơi yếu, nó mài giáp nó hơi yếu mọi người ạ. Ui, mình đốc 2 rồi. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Pha này mình sẽ không cứu nữa vì cứu tầm này chỉ có hẹo thôi. Mình khá là yếu máu rồi. Liều ăn nhiều nha anh em ơi. Pha này không còn gì để mất rồi. Liều ăn nhiều vậy. Liều ăn nhiều pha này thôi. Chứ chịu rồi. Rồi mình có bóng rồi này anh em. Nào ra đây bạn ơi, ra đây, ra đây. Bạn này khá là yếu rồi. Ui rồi ôi, mãn nhãn chưa mọi người ơi. Clear nguyên team nha. Team này có 3 người luôn mọi người ơi. Thề luôn, bắt trong tay mình toát hết cả mồ hôi ra rồi. Run lắm rồi ạ. Sợ thực sự, đồ mấy tên này thì cực kỳ nhiều nha. Nhưng mà mình cứ phải heal trước đã, xong rồi mình mới nhặt đồ. Thế tầm này mà không heal lại, rồi bò nó giật cho hẹo đấy. Bò này là bò thứ tư rồi. Nhớ không nhầm, bò thứ tư rồi, đi cứu đi, đi cứu đi. Xui cũng đã nhập xong rồi, đi cứu. Đây là cái máy cứu duy nhất nha. Máy cứu của bo 5 mọi người ạ. Bo này là bo 5, thu vào nó sẽ là bo thứ 6. Cái bo trắng bên trong là bo thứ 6 ấy mọi người. Rồi cứu rồi, mình sẽ cover đồng đội nhặt đồ nha. Cover đồng đội nhặt đồ. Ở dưới này có một tên này vừa mới lock ở đây xong. À vừa mới gạt chứ. Ui, nó bắn khỏe thế trời. Sợ thật, mình vừa thò người ra cái bắn được. Đi luôn 40% máu ạ, 70% à đâu, 30% máu chứ, 40% máu gì đấy. Rồi nhặt đồ đi anh cover cho. Kìa trước mặt có người. Ui, nhặt mình cứ đứng im. Ui rồi. Rồi pha này lỗi từ mình rồi mọi người ạ, do mình cover ngu. Nói vậy chứ cái pha này sao tên ấy bắn ảo thế nhở? Bắn ảo thế nhở? Cu game nó cứu xong mình là nó cũng bị lốc luôn này và mình sẽ cứu lại cu game nha. Mình sẽ phải cứu lại cu game ở trong cái pha này thôi. Đó, cu game nó cũng lốc luôn rồi. Đứng im đi anh cứu. À đâu? À đâu? Ui thôi không, không.
007 như lóc rồi. Trận này quên mất là mình bắn với Itu 007 với cả game nha. Quên đấy, cứ tưởng bắn mình mập. Thôi bay vào luôn này, pha này mình bay vào kịp. Game thì không biết là có sống được không. Ui rồi game, game này bị bo đút chết ạ. Áo nhở, ảo thế nhờ. Ui hồi ôi, còn tên này này, cái máu này của mình thì không bắn được ngoài bo được nữa rồi anh em ơi. Gạt tên đã. Ui ui tên này ăn lắm ạ. Ui giật cả mình ạ. Nhưng mà Vector nó ra đạn nhanh lắm bạn ơi. Bạn tuổi, xin bạn đúng cái tuổi thôi. Trời ơi team mình lại nốc hết rồi. Pha này không biết mình làm được nữa. Nốc hai tên này. Bình tĩnh. Trong những cái tình huống như thế này thì phải bắn cực kỳ là bình tĩnh anh em ơi, vì cái tầm này đồng đội mình lốc hết rồi, mình cũng đang hơi cuống. Ở trận này là cuống lần thứ hai rồi. Cuống lần thứ hai rồi anh em ạ. Cái gốc cây nó cũng đang khều mình kìa. Mình thấy cái đường đạn nó găm vào cái tảng đá rồi nhưng mà mình chưa bắn được. Ai đây đây cứu ạ. Cứu hộ mình cái bạn ơi. Ờ bạn 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 cứu rồi, công lên luôn đấy bạn. Ui cay thế. Ui. Tên đấy chắc cũng yếu nhất rồi mọi người ơi, nhưng mà chạy được ạ. Còn 4 người mà mình chưa top 3. Thế là chứng tỏ là còn 4 team. Mà 4 team 4 người, mỗi người một team chuẩn luôn mọi người ạ. Ơ kìa. Thôi lag rồi mình không chui ra này. Ui may quá, pha này bỏ ra không ai nhìn. Mỗi người một team, trận này khá là may này. May quá anh em ạ, pha này mà 1v3 thì đảm bảo sẽ không ăn lại các bạn đâu. Nhưng mà đây là sẽ là 1v1v1 nha anh em nha. Ba người thôi, có Garuda kìa nhưng mà không kịp nhặt. Tầm này mà đứng ở ngoài bo là bo nó giật cho chết ngay. Mà mình đứng đấy nút đồ ấy thì mấy tên địch ở các hướng nó cũng sẽ bắn được mình thôi. Nên bình tĩnh, ở dưới gốc cây có một tên kìa. Cái tên đấy thì nó ở dưới mấy cái gốc cây thôi, mình chưa biết ở chỗ nào cả. Nhưng đồng đội mình nhìn thấy rồi, nhưng mình thì chịu. Mình chỉ nhìn thấy đường đạn thôi và mình biết là hướng thôi chứ không biết vị trí. Từ từ. Ok trước mặt này này. Căng quá nhở. Pha này hơi căng rồi anh em ạ. Hơi ban căng trong pha này rồi. Mình phải bắn mép bo thôi. Vì bây giờ mà chạy vào ấy, thằng nào vào bo sớm là thằng... À đây rồi, mình thấy bạn rồi bạn ạ. Trời ơi, sao bạn bắn gì bắn khét thế hả bạn. Mình chạy. Trời ơi, bạn làm gì mình chạy luôn như bạn làm gì mình. Rồi pha này mình phải chạy thôi anh em ạ. Ui dồi ôi, tên này chạy hộ mình cái. Ui, quả ấy mình bấm bóng hơi vụ. Ui trời ơi. Tầm này hơi cuống anh em ơi. Tầm này đang cực kỳ căng thẳng. Mình đang có hiện tượng bị cạp cuống rồi. Ui tên này còn lăn bóng chạy được nữa. Trong cái trường hợp này thì không biết là các bạn có cuống như mình không. Chứ đồng đội mình chết hết đấy. Xong rồi là mấy em lại cứ ngồi làm huấn luyện viên online. Thành ra là mình cũng hơi cuống một chút xíu. Đấy thấy không, anh em thấy anh em mình không, ôi, toàn huấn luyện viên online thôi. Sợ thật mà anh em mình chơi với nhau nó quen rồi ấy, thành ra là toàn người nói nhiều chơi với nhau thì nó cũng khá là vui. Nhưng mà pha này mình phải lấy lại bình tĩnh lắm. Tên này thò ra cửa sổ cái mình đơm liền này. Cái tường này thì lộn qua thì phải lấy đà cơ, thế như là phải lấy đà chứ đứng ở cạnh tường thì lộn qua như không được hay sao ấy. Mình chả nhớ nữa, nhưng mà pha này cũng hơi run rồi, chả nhớ cái gì cả anh em ạ. Mình phải đối mặt với hai người nữa để giành cái top 1. Hai người thì này may quá là mỗi người một team, chứ mỗi hai thằng này mà một team là thôi cụ đi luôn, xin vĩnh biệt cụ luôn ạ. Tên này không ra luôn mọi người ơi, đang ở trong nhà này. Pha này mình công vào thì mình cũng thiệt, mà bạn ấy công ra thì bạn ấy chết. À đây rồi, đứng ở đấy thêm một tí nữa đi bạn, đứng ở đấy thêm một. Ui hơi chần chừ trong cái pha này, hơi chần chừ trong pha này rồi anh em ạ. Ấy hà bay đi à. Ui bay đi fly shot mình này, biết ngay nó fly shot mình mà. Ui trời fly shot vào cái lũ đít. Trời ui rồi làm sao. Kìa còn một tên mũ 4 ở đằng kia kìa mọi người kìa. Cái tên nó vừa bắn mình ấy. Từ từ thôi, làm sao. Các bạn cứ bình tĩnh. Rồi mình sẽ lúp ở đây nhá. Tên này đảm bảo không biết mình luôn. Đó mọi người thấy không đó. Không biết mình này xin luôn cái mạng này nhá. Còn một tên cuối nữa thôi. Còn đúng tên cuối nữa thôi. Pha này mình sẽ fly shot nó này. Một là mình hẹo, hai là tên này hẹo. Ui nó fly shot mình trước ạ. Phải đạn là may quá mình. Nào. Ui, khẩu Vector thì bắn hơi khó mọi người ạ. Fly shot thì mọi người nên dùng AR đấy nhá mọi người nhá. Chứ SMG với dòng Vector này không nên dùng mọi người ạ. Vì đạn của nó có độ đạn rơi ấy, nên tính nó cũng rất là khó. Nó không đi thẳng như kiểu AR đâu. AR cái tầm nó 100m thôi. Rồi đố bắn được mình đấy. Là mình cứ bay thế này cho đến khi mà nó hết cái tên bọt của mình thì thôi. Không ra luôn, tên này khá là khôn mọi người ạ. Thế gặp mấy cái bạn bắn căng này này, bắn khó chịu thực sự ấy. Mấy bạn ấy biết làm sao để khắc chế mình. Bắn luôn cái cửa rồi. Pha này mình sẽ nhận một pha fly shot ngược lại này, đảm bảo luôn anh em ạ. Đó, biết ngay mà vừa nói xong ăn ngay fly shot. Bây giờ mình sẽ đứng ở cái góc nhà này, mà đứng góc nhà này ý, mình mà kê vào cái tâm kia thì không biết là có bắn được không, vì cái tốc độ rơi của nó cũng khá là nhanh.
mình sẽ thử. Nào, nào, ui ui, không bắn được mọi người ạ. Mình mà đứng ra khỏi cái nhà này nhá, là ăn fly shot vào mồm ngay. Rồi mình hồi bóng rồi, cho bạn ấy dùng bóng trước. Pha này thì mình đủ bình tĩnh rồi mọi người ạ. Bạn dùng bóng trước là bạn sai rồi. Bạn sai rồi, còn lâu mình mới hết bóng. Một là bạn bắn mình cho súng bạn hết đạn thì mình sẽ nhả bóng lên mình bắn. Còn hai ý, thì mình sẽ đợi bo vào đến cuối luôn mọi người ạ. Đợi bo vào đến cuối luôn rồi bạn bay đi đâu? Bạn có bay lên quận rồi. Bạn ấy biết chơi luôn mọi người ơi, không bắn mình luôn này. Bạn ấy không bắn mình luôn, mình sẽ ra ngoài bo mình bắn bạn ấy. Làm sao? Solo đi. Giờ xem ai tay to hơn. Ôi trời ơi. Cái top 1 nó lại easy luôn mọi người ơi. Trời ơi, mình rụt quá rồi mọi người ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Pha này mình phải đi nghỉ ngơi thôi chứ bắn kiểu này tụt huyết áp quá anh em ạ.